Rồi chúng ta sang bài đọc tiếp theo nha, từ câu 176 đến câu 180. Các em để ý từ câu 176 thì chúng ta sẽ có hai bài đọc nè. Em nên nhìn sơ qua hai bài đọc này để biết được nó là dạng gì ha. Bài đọc đầu tiên là một cái lịch trình phải không em, có giờ rồi nè, đây là một cái lịch trình ha. Còn bài đọc thứ hai á là một cái email, em để ý có to from nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc câu hỏi để làm bài ha. Câu 176, what is the schedule? Nguyên là cái lịch trình á, là đoạn bài số 1 đây, bài số 1 ha. Cái lịch trình á, thì mainly chủ yếu là về cái gì? Rồi, có nghĩa là nó hỏi chủ đề của cái lịch trình ha. Bây giờ trước khi dò cái lịch trình thì chúng ta đọc bốn đáp án trước nha. Câu A, an event, một cái sự kiện để mà promote, để mà xúc tiến hay là thúc đẩy đây. Enrollment là một cái việc ghi danh ha. Để mà thúc đẩy xúc tiến cái việc ghi danh tại một cái university, là một cái trường đại học. Câu B, một cái tour tham quan một vài cái buildings, tòa nhà historical, lịch sử. Câu C, an academic gathering. Gather là tụ tập lại ha. Gathering nó giống như meeting vậy đó, là gặp gỡ. Cái cuộc gặp gỡ academic là học thuật. Regarding liên quan tới history, lịch sử ha. Tiếp câu D, a series, một cái chuỗi presentation, bài thuyết trình từ graduate students, là những sinh viên tốt nghiệp. Rồi, chúng ta nắm sơ được ý của bốn đáp án rồi. Bây giờ chúng ta dò bài số 1 thử xem cái lịch trình này về cái gì ha. Rồi, đầu tiên thì em nên xem cái chủ đề của cái lịch trình nhất. Trước là cái dòng đầu tiên luôn nè em. New developments in ancient history. History có nghĩa là cái gì đó, development mới phải không? Thường thường development dịch là phát triển, nhưng mà chỗ này có S dịch khác đây. Bây giờ chúng ta, giả sử chúng ta không biết thì chúng ta dịch sơ thôi, là cái gì đó mới trong cái lịch sử cổ đại phải không nào? Mà lịch sử á, thì lúc nãy chúng ta có đáp án câu câu B và câu C là liên quan đến lịch sử nè, phải không em? Câu B á, là một cái tour tham quan những cái tòa nhà lịch sử. Thì một lát chúng ta sẽ dò xem có nói gì đến tòa nhà lịch sử hay không ha. Còn câu C á, là một cái buổi gặp gỡ học thuật liên quan đến chủ đề lịch sử. Rồi bây giờ chúng ta xem nó nói về cái gì ha. Em nhìn sơ qua cái lịch trình nha. Rồi, em coi này, 9 giờ thì registration là đăng ký nè. 10 giờ đến 11 giờ thì là có thảo luận nè, về cái nghiên cứu gì đó nè. Rồi 11 giờ đến 12 giờ là có sessions, có phiên họp nè. Rồi 12 giờ đến 1 giờ thì ăn trưa, 1 giờ đến 2 giờ thì lại có sessions, phiên họp tiếp. Phải không nào? Vậy thì theo em nó là cái gì? Vậy thì theo em nó là cái gì ha? Câu B hay câu C? Có tham quan những cái tòa nhà lịch sử không? Không có phải không em? Vậy đáp án chắc chắn là câu C rồi. Một cái buổi tập hợp, một cái buổi gặp gỡ học thuật liên quan đến lịch sử hay em ha. Em thấy thảo luận và session họp rất là nhiều phải không nào? Rồi câu 177, which speaker, cái người nói chuyện nào thì sẽ talk about, nói về clothing, vấn đề trang phục hay là vấn đề quần áo của văn hóa ancient, văn hóa cổ đại. Vậy từ khóa chính là từ clothing ha, quần áo. Rồi bây giờ chúng ta nhìn bộ đáp án thử nè. Bộ đáp án là những cái tên phải không em? Và bây giờ chúng ta sẽ dò những cái tên này để xem những cái tên này có nói về quần áo hay không ha. Chúng ta bắt đầu từ tên đầu tiên nha, Taylor. Rồi bây giờ chúng ta dò Taylor nè. Rồi Taylor ở bài số 1 phải không em? Lúc 11 giờ đến 12 giờ có Taylor nè. Taylor có nói về quần áo hay không? Nó nói về how the pyramids, là nói về kim tự tháp được xây như thế nào. Vậy không có nói về quần áo phải không nào? Vậy đáp án không thể là câu A rồi. Bây giờ câu B đi, là Chrisley. Chrisley nằm ở đâu ha? Chrisley nằm ở dưới Taylor nè em. Chrisley. Chrisley thì lại nói về temples, là đền thờ ở Hàn Quốc. Vậy Chrisley cũng không thể nào là đáp án luôn rồi. Vậy câu B sai ha. Bây giờ câu C, Joe Harris. Harris, bây giờ mình nhờ xem Harris có nói về quần áo không. Harris nằm ở đâu em? Đây, Joe Harris. Joe Harris lại nói về public space, là cái nơi công cộng, cái không gian công cộng, phải không nào? Ở Chris là Hy Lạp. Vậy Joe Harris cũng không phải luôn. Vậy đáp án chắc chắn là câu gì rồi? Câu D em ha. Mình loại suy ra đáp án là câu D, Michael Johns. Bây giờ mình thử dò Michael Johns nha. Rồi, Michael Johns nằm ở bài số 1. Lúc mấy giờ vậy em? 1 giờ đến 2 giờ đây nè. Michael Johns, em coi chủ đề Michael Johns sẽ nói là về gì đây? Popular. Rồi, mình có từ attire. Attire có nghĩa là quần áo trang phục đây em. Nó lại bằng với clothing đó ha.
Rồi, từ này là hơi lạ. Nhưng mà mặc dù chúng ta không biết, chúng ta vẫn làm được, chúng ta loại trừ ba đáp án kia ra, được không nào? Attire có nghĩa là quần áo hay là trang phục ha. Nói về quần áo trang phục phổ biến ở đế chế Roman đây. Roman Empire, đế chế Roman ha. Rồi, vậy đáp án câu 177 chính là đáp án là câu D. Câu 178, what is mentioned? Cái điều gì được đề cập về The Royal Heriton Hotel? Vậy từ khóa chính là từ Royal Heriton Hotel, phải không nào? Rồi, chúng ta đọc đáp án trước nha, câu A. Nó located, được tọa lạc, suburbs, là vùng ngoại ô đó, vùng ngoại ô của Melbourne. Câu B, nó đang offer, cung cấp complimentary accommodations. Accommodation là chỗ ở ha. Complimentary là miễn phí, nó đang cung cấp cái chỗ ở miễn phí cho guest, là cho khách. Câu C, nó là một trong những cái khách sạn largest, lớn nhất in the city, trong thành phố. Câu D, nó đang host, nó sẽ tổ chức ha, nhiều hơn một sự kiện vào ngày 25 tháng 7, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta dò xem Royal Heriton Hotel nằm ở bài số mấy ha. À, bài số 1 phải không em? Bài số 1 đã có Heriton Hotel rồi nè. Đây, rồi, vậy thì em coi nào, Royal Heriton Hotel là cái nơi diễn ra của các gathering, cái buổi hội họp về lịch sử này, phải không nào? Và cái Heriton Hotel thì nó ở Melbourne, diễn ra vào ngày 25 tháng 7. Vậy thì có xuất hiện từ Melbourne, hồi nãy em nhớ không? Đáp án câu A này có nè. Nhưng mà nó lại nói là suburbs, là vùng ngoại ô, thì là sai. Nó tọa lạc ngay Melbourne luôn, chứ không có ở vùng ngoại ô hay em ha. Rồi thì mình dò tiếp nha, xem chỗ nào nói về khách sạn nữa. Rồi, 9 giờ đến 10 giờ thì nói về đăng ký nè, không có nói về khách sạn nhiều phải không em. 10 giờ đến 11 giờ thì nói về thảo luận, cũng không có nói gì đến cái khách sạn cả. 10 giờ đến 12 giờ, 11 giờ đến 12 giờ thì nói đến những cái sessions, những cái phiên họp hay là những cái buổi nói chuyện nhỏ hơn. Thì đây là những cái chủ đề của những cái buổi nói chuyện. Rồi, cũng không có cái gì liên quan đến đáp án, phải không nào? Từ 12 giờ đến 1 giờ thử đi em. 12 giờ đến 1 giờ thì nói đến chuyện ăn nè, lunch, chuyện ăn trưa. Dịch sơ thử xem, the main dining hall, cái tòa ăn chính em, cái tòa mà để ăn chính á, thì đã được occupy, được chiếm, cái này là được thuê đó, cho another event, một cái sự kiện khác, on this day, vào ngày này. Rồi, vậy thì em xem là vào ngày này á, là ngày nào? Là ngày 25 tháng 7, phải không? Vào ngày 25 tháng 7 thì có another event, một cái sự kiện khác nữa. Vậy thì em nhớ cái đáp án lúc nãy không? Chúng ta có dò một cái đáp án là về sự kiện là câu D nè. Em dịch lại câu D xem. Nó sẽ tổ chức nhiều hơn một sự kiện vào ngày 25 tháng 7, vậy đúng không em? Đúng rồi ha. Vậy đáp án chắc chắn là câu D ha. Câu 179. Why will Miss Christie, tại sao bà Christie arrive đến after show registration period, sau cái thời gian đăng ký, phải không nào? Vậy từ khóa trong câu này chính là bà Christie và đến sau thời gian đăng ký, phải không em? Rồi, trước khi giờ thì chúng ta đọc bốn án trước nha. Câu A, bà ta taking transit. Mình có transit là vận chuyển, nhưng chỗ này có nghĩa là xe hay là phương tiện di chuyển công cộng đó em. Vậy câu A có nghĩa là bà ta bắt một cái xe hay là phương tiện di chuyển công cộng đó, mà cái xe đó nó arrives, nó đến at, tại một cái time, thời gian, thời điểm, later là trễ hơn, có nghĩa là cái xe nó đến trễ hơn, cho nên bà ta đến trễ, đến sau cái thời gian đăng ký. Câu B là bà ta có một cái another event, một cái sự kiện khác, phải attend, tham dự first, trước tiên ha. Câu C, bà ta needs, cần phải check in phòng khách sạn của bà ta trước. Cô đi, bà ta có một cái work assignment, một cái nhiệm vụ công việc phải complete, là phải hoàn tất. Rồi, sau khi đọc xong bốn đáp án thì chúng ta sẽ dò từ khóa xem nó nằm ở đâu ha. Bà Christie và đến sau registration period, cái thời gian đăng ký, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta xem bà Christie là bài số mấy, bài số 1 hay bài số 2? Bài số 1 không có, phải không em? Bài số 2 có bà Christie ký tên nè. Rồi bây giờ chúng ta dò từ khóa nha, là đến sau cái thời gian đăng ký, phải không nào? Dòng thứ nhất em dò xem có cái gì đến sau thời gian đăng ký không? Không có, phải không nào? Dòng thứ hai, dòng thứ hai lại có từ arrive nè, em đến nè, vào lúc 10 giờ. Rồi có cái gì nè, after, sau, registration period. Rồi, vậy rất có khả năng đáp án nó nằm trong câu này. Chúng ta dịch nhanh, dịch kỹ lại câu này nha. However, tuy nhiên, due to, bởi vì timing, cái thời gian của cái xe buýt của tôi đó, từ a delay, nên tôi sẽ unable, không thể arrive đến cái venue, cái địa điểm đó, cho đến khi là khoảng 10 giờ 15 sau cái thời gian đăng ký. Vậy thì sau khi cái thời gian đăng ký mà nó
chính thức đóng cửa. Vậy thì em xem lý do tại sao bà này đến sau cái thời gian đăng ký là do cái thời gian của xe buýt, phải không nào? Vậy thì bây giờ em nhìn đi, ABC đáp án là câu gì ha? 179, câu gì liên quan đến xe? Câu A đúng không nào? Bà ta bắt một cái xe, một cái phương tiện di chuyển công cộng mà nó đến ở một cái thời điểm trễ hơn. Câu 180, where will Miss Christie? Bà Christie á, thì chắc chắn là bài số 2, phải không nào? Bà Christie á, thì most likely, rất có khả năng á, là eat lunch, ăn trưa ở đâu? Vậy thì em từ khóa là từ gì? Ăn trưa, phải không nào? Eat lunch. Chúng ta dò xem chỗ nào nói về lunch ha. Bây giờ nhìn xưa bốn đáp án trước nha. Em thấy bốn đáp án là những cái địa điểm, phải không nào? Câu A là ở hall, là một cái phòng to đó em, phòng ăn chính ha. Còn câu B là ở phòng conference, là phòng hội nghị Hampton. Câu C á, là phòng hội nghị main, là chính. Câu D là ở cái sảnh lobby ha. Rồi bây giờ chúng ta dò xem chỗ nào nói về lunch ở bài số 2 mà có địa điểm nữa ha em. Rồi bài số 2 em xem. Nãy giờ chúng ta đã dò đến chỗ là close rồi phải không? Bây giờ chúng ta dò tiếp đi xem lunch nằm ở đâu ha. Rồi dòng này không có nè. Dòng tiếp theo. Ở đây có từ lunch nè phải không em? Lunch. Rồi vậy chúng ta đọc thử câu này nha. I would also like, tôi cũng muốn mention, đề cập rằng tôi là một vegetarian, là người ăn chay hay em ha. Và sẽ cần cái điều đó nó được take into account, xem xét tại cái bữa trưa. Chỗ này có bữa trưa nhưng không có nói đến địa điểm ăn trưa là ở đâu cả. Và đọc đến đây thì bài số 2 cũng đã hết thông tin rồi. Vậy thì đây chắc chắn là câu liên hệ giữa hai bài đọc đó em. Đối với cái bài đọc nào mà có hai bài văn á, thì sẽ có từ ít nhất là một ha. Và thường thường có từ 1 đến 2 câu gọi là câu liên hệ giữa hai bài đọc. Thì chắc chắn câu 180 này là câu liên hệ rồi. Vậy thì bây giờ em dò lên ở bài ở trên xem có chỗ nào nói về lunch nữa hay không. Bài số 1 nha. Rồi lunch là bữa trưa, chắc chắn là nó khung vào khoảng khung giờ giữa trưa rồi. Em tìm thử xem vào lúc mấy giờ. 12 giờ đến 1 giờ có từ lunch nè phải không nào. Để chúng ta đọc thử đoạn này nha. The main dining hall, có cái phòng ăn chính nè, hồi nãy chúng ta gặp nè, nhưng mà có phải bà ăn ở đó không? Bây giờ chúng ta coi nha. Cái phòng ăn chính á, thì đã bị occupy, bị thuê, bị chiếm dành cho một cái sự kiện khác ở trong ngày rồi. Và chắc chắn là bà không thể ăn ở đây được rồi, tại vì nơi đây có một cái sự kiện khác xảy ra mà, phải không nào? Tiếp nào. However, tuy nhiên, participants, những người tham dự đó, có thể tìm thấy seats, chỗ ngồi và tables, bàn á, ở hoặc là main conference hall, ở cái phòng họp chính, hoặc là ở Hampton conference room, ở phòng họp Hampton, phải không nào? Vậy thì có hai địa điểm luôn. Không biết là bà Christie sẽ ăn ở đâu, chúng ta đọc tiếp nha. Options, những cái sự lựa chọn cho those, những ai với special dietary needs. Mình có từ dietary có nghĩa là chế độ ăn kiêng ha. Có nghĩa là những cái sự lựa chọn cho những ai mà có cái nhu cầu chế độ ăn special, chế độ ăn kiêng đặc biệt á, thì sẽ available, có sẵn luôn. But, nhưng only, chỉ duy nhất ở trong cái phòng hội nghị Hampton mà thôi. Vậy thì em xem lại nè. Lúc nãy cô Christie nói là cô là gì đây? I am a vegetarian, tôi là một người ăn chay. Cho nên là cô sẽ có chế độ ăn kiêng đặc biệt, phải không em? Và chế độ ăn kiêng đặc biệt thì chỉ có ở đâu thôi? Trong phòng Hampton Conference Room thôi. Em coi là Special Dietary Needs. Thì ở trong phòng Hampton Conference Room ha. Và bây giờ đáp án chắc chắn là Hampton Conference Room rồi. Vậy 180 ABCD, đáp án là câu B ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng dịch lại bài này. Và hệ thống là những từ được highlight là những từ rất quan trọng em nhé. Rồi, New Developments. Thường mình thấy cái nghĩa từ developments có nghĩa là phát triển á, nhưng nếu mà developments mà có s vô á thì thường nó có nghĩa là những cái sự việc diễn biến ha, những cái sự việc diễn biến là thường nó đi với số nhiều. Vậy chỗ này dịch là new developments là những cái diễn biến mới trong cái lịch sử. Ancient là cổ đại ha, ancient cổ đại, lịch sử cổ đại. Rồi cái sự kiện này á, thì diễn ra tại khách sạn Harrington, Royal Harrington, Melbourne vào ngày 25 tháng 7. Rồi ở đây mình có một cái bảng lịch trình ha. Đầu tiên mình có cột là time, là thời gian nè, event sự kiện nè, và location là địa điểm nè. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi từng sự kiện nha. Vào lúc 9 giờ đến 10 giờ sáng thì là registration, có nghĩa là việc đăng ký, cái sự đăng ký ha. Registration, việc đăng ký, sự đăng ký. Thì nó diễn ra tại lobby. Lobby là cái sảnh hay là cái hành lang ha. Nhưng mà đối với khách sạn thì mình thường dịch là sảnh lớn, sảnh hay là hành lang ha. Sảnh lớn.
Rồi tiếp 10 giờ đến 11 giờ thì là panel discussion. Mình có discussion là thảo luận nè. Panel discussion là thảo luận nhóm ha. Panel discussion, thảo luận nhóm về cái research là nghiên cứu latest mới nhất về cái lịch sử ancient cổ đại ha. Rồi, từ 11 diễn ra tại hall. Mình có từ hall á là phòng lớn ha. Thì a conference là hội nghị. Vậy có nghĩa là cái phòng hội nghị main là phòng hội nghị chính á. Tiếp theo từ 11 giờ đến 12 giờ thì sẽ có small sessions. Sessions là những cái phiên họp hay còn gọi là những cái buổi nói chuyện. Phiên họp, buổi nói chuyện hay là buổi hội đàm ha. Rồi, Jonathan Taylor là cái người trình bày nè. Thì ông ta sẽ trình bày về how pyramids. Pyramids là kim tự tháp ha. Cái kim tự tháp thì được xây dựng như thế nào, đúng không nào? Rồi, Chris Lee á, là cái người trình bày thứ hai nè. Thì sẽ nói về temples. Mình có từ temples có nghĩa là đền ha. Những cái ngôi đền ở Korea là Hàn Quốc nè, ancient cổ. Rồi đến Joe Harris thì sẽ nói về public space là những cái nơi công cộng, cái không gian công cộng. Ở Chris là Hy Lạp, classical là cổ điển, cổ đại ha, Hy Lạp cổ đại. Rồi bên này location thì sẽ diễn ra tại Salon, Dufnail Salon ha. Rồi phòng Hartwell nè, rồi phòng Mandela. Từ 11 giờ đến 1 giờ trưa đó thì sẽ lunch là ăn trưa nè. Rồi, the main dining hall, hall là cái phòng lớn, em còn nhớ không? Cái phòng ăn chính á, thì đã được occupy. Occupy có nghĩa là chiếm giữ, chiếm đóng. Hay đối với các phòng ốc thì mình dịch là thuê, được chiếm, được sử dụng ha. Cái phòng lớn, phòng ăn chính á, thì đã được occupy, được chiếm, được sử dụng cho một cái sự kiện khác vào cái ngày này luôn. However, tuy nhiên, participants, những người tham gia đó, có thể tìm thấy seats là chỗ ngồi nè, tables là những cái bàn, hoặc là ở phòng conference hội nghị chính, hoặc là ở phòng hội nghị Hampton. Options, những cái sự lựa chọn cho those, những ai mà với cái needs là yêu cầu hay là nhu cầu dietary. Dietary có nghĩa là chế độ ăn ha, chế độ ăn kiêng. Những ai mà có cái chế độ ăn special là đặc biệt á thì cũng available là có sẵn luôn. But nhưng mà only chỉ có ở cái phòng hội nghị Hampton mà thôi. Hãy vui lòng là inform, thông báo cho chúng tôi ahead of time. Mình có cụm ahead of time có nghĩa là trước hoặc là trước thời hạn ha, trước hoặc là trước thời hạn. Rồi, vậy câu này có nghĩa là hãy thông báo cho chúng tôi trước, trước khi một cái chuyện gì đó xảy ra đó em. Chúng hãy thông báo cho chúng tôi trước ha, về những cái requirements là yêu cầu, requirements về những cái yêu cầu như vậy. Có nghĩa là ai mà có chế độ ăn đặc biệt, ăn kiêng rồi đó thì phải thông báo trước ha. Những cái yêu cầu đó thì phải thông báo trước để người ta chuẩn bị. Rồi từ 1 giờ đến 2 giờ chiều á thì sẽ có những cái buổi sessions, hội họp nè hay là hội đàm nè. Michael Johns thì sẽ nói về attire. Attire là trang phục hay là quần áo ha. Cái trang phục, cái quần áo phổ biến ở Roman Empire. Mình có Empire có nghĩa là Empire có nghĩa là đế chế đó, Roman, đế chế Roman ha. Rồi Andrew Ware sẽ nói về agriculture. Mình có từ agriculture có nghĩa là nông nghiệp. Nông nghiệp ở Mesopotamia. Mesopotamia có nghĩa là vùng lưỡng hà ha, vùng lưỡng hà. Từ chuyên ngành thôi, vùng lưỡng hà. Vùng lưỡng hà đó. Nông nghiệp ở vùng lưỡng hà. Angela Cartwright thì sẽ nói về the Druids. The Druids là cái nhóm các tu sĩ ha. Và Stonehenge là cái bãi đá cổ đó.
Thì Truex, những cái người tu sĩ này nè, thì được tin ra đã xây dựng nên cái Stonehenge, cái bãi đá cổ ha. Druids and Stonehenge. Rồi, bên này là cái phòng diễn ra thôi ha. Nó lặp lại rồi tiếp nè. Refreshments. Refreshments là một từ em cũng rất là hay gặp. Refreshments có nghĩa là nghỉ ngơi, ăn nhẹ ha. Refreshment, nghỉ ngơi. Ăn nhẹ. Nghỉ ngơi, ăn nhẹ ha. Rồi. Refreshment thì nó diễn ra tại lobby ở sảnh nè. Rồi tiếp panel, panel là nhóm, em còn nhớ không? Rồi mình có từ là reconvene. Reconvene có nghĩa là triệu tập lại ha, chỗ này có nghĩa là triệu tập nhóm lại đó, triệu tập lại ha, triệu tập nhóm lại để mà discuss, thảo luận về những cái mà đã được learn, được học. Và where, ở đâu đó, thì future research, cái nghiên cứu trong tương lai á, nên được directed. Mình có từ direct là nhắm tới hay là hướng tới ha. Nhắm tới hay là hướng tới, hoặc là chỉ đạo, chỉ dẫn. Vậy câu này có nghĩa là cái nghiên cứu tương lai đó thì nên được nhắm tới cái nơi nào, ở đâu ha. Rồi, bên này là địa điểm xảy ra. Rồi, bài thứ hai ha. Bài đọc thứ hai là một cái bài email thêm to gửi đến cái team tổ chức ha, nhóm tổ chức, from, từ bà Christy nè. Chủ đề là issues, liên quan đến vấn đề, liên quan đến cái cuộc hội nghị ha. Ngày là ngày 20 tháng 7. Dear madam or sir, thân gửi ha, I'm scheduled, tôi được lên lịch trình là attend, tham dự cái conference, cái cuộc họp của bạn tại hotel, khách sạn Royal Heritage vào tuần tới. However, tuy nhiên, due to là bởi vì timing, cái thời gian của cái xe buýt của tôi too late, cho nên là tôi sẽ unable, không thể arrive đến cái venue. Mình có từ venue có nghĩa là chỗ hay là địa điểm đó em, nó bằng với từ site á, chỗ hay là địa điểm ha. Tôi không thể đến cái nơi, cái chỗ đó, cái địa điểm đó cho đến khoảng 10:15 sáng. After, sau khi cái registration period, cái thời gian đăng ký. Rồi mình có từ registration là cái việc đăng ký, cái sự đăng ký ha. Cho nên có cái từ là registration period là cái thời gian đăng ký. Sau khi cái thời gian đăng ký nó đã đóng lại, officially, chính thức. Mình có từ officially là chính thức ha. Rồi, could you let me know, bạn có thể cho tôi biết là if, liệu rằng there is, có bất kỳ cách nào mà tôi vẫn có thể register, đăng ký. Đây là động từ của từ registration ở bên này nè em. Registration bên này là danh từ, còn register là động từ. Liệu có cái cách nào mà tôi vẫn có thể đăng ký khi tôi đến hay không? I would also like, tôi cũng muốn mention, đề cập rằng tôi là một vegetarian. Vegetarian là người ăn chay đó em. Và sẽ cần cái điều đó. Cái điều đó có nghĩa là cái việc ăn chay á ha, được take into account. Mình có cụm take into account có nghĩa là xem xét ha. Thường người ta sẽ nói là take into account something, có nghĩa là xem xét việc gì. Ví dụ như là xem xét một cái kế hoạch, thì người ta sẽ nói là take into account the plan, là xem xét cái kế hoạch này ha. Hoặc cũng có một cách dùng khác nữa là take something into account, cũng có nghĩa là xem xét việc gì luôn. Ví dụ như là take her age into account, có nghĩa là xem xét độ tuổi của cô ta ha. Và mình có hai cụm take into account something hoặc là take something into account, có nghĩa là xem xét việc gì ha. Rồi, vậy cô dịch lại nha. Nó nói là tôi cũng muốn đề cập rằng tôi là một người ăn chay và sẽ cần cái điều đó, là cái việc ăn chay á, được xem xét tại cái bữa trưa ha. Rồi, thanks for your assistance, cảm ơn vì cái sự hỗ trợ của bạn về những cái vấn đề này. Rồi, ký tên ha. Ở phía dưới câu hỏi thì chúng ta có những cái từ rất là quan trọng. Ví dụ câu 176 câu A, mình có từ promote. Promote chỗ này có nghĩa là thúc đẩy hay là xúc tiến ha. Thúc đẩy, xúc tiến. Enrollment là cái việc đăng ký ha. Việc đăng ký, việc đăng ký, mình có động từ của nó là enroll, có nghĩa là đăng ký ha. Còn enrollment là cái việc đăng ký. Rồi, promote, xúc tiến hay là thúc đẩy. Vậy câu A mình dịch là một cái sự kiện để thúc đẩy cái việc đăng ký tại một cái trường đại học ha. Rồi, câu C mình có từ academic. Academic có nghĩa là học thuật, về học thuật. Gathering, gather
Động từ gather là tập hợp. Cho nên cái từ gathering có nghĩa là một cái buổi họp, một cái buổi tập hợp, một cái sự tập hợp hay một cái buổi họp. Nó giống giống với từ meeting vậy đó. Rồi còn regarding có nghĩa là liên quan tới cái gì đó ha. Vậy câu C mình dịch là một cái buổi tập hợp, một cái buổi họp gặp gỡ về học thuật mà nó liên quan đến history, là lịch sử. Câu đi mình có từ presentation có nghĩa là bài thuyết trình ha. A series of presentation, một cái chuỗi bài thuyết trình đến từ các sinh viên graduate là tốt nghiệp. Câu 178, câu A mình có từ suburbs. Suburbs có nghĩa là vùng ngoại ô ha, vùng ngoại ô. Này cũng hay thấy. Câu A có nghĩa là nó được tọa lạc tại vùng ngoại ô của Melbourne á. Rồi câu B mình có từ complimentary, có nghĩa là miễn phí ha, miễn phí. Nó bằng với từ free, free cũng là miễn phí luôn. Nhưng mà thường cái từ complimentary sẽ dùng cho cái ngữ cảnh trang trọng ha. Ví dụ như ở khách sạn, nhà hàng á, thường người ta dùng từ complimentary chứ không có dùng từ free. Accommodation có nghĩa là chỗ ở, phòng ở đó ha. Đối với các khách sạn thì accommodation có nghĩa là phòng, chỗ ở ha. Câu B nó nói là đang cung cấp những cái chỗ ở, những cái phòng miễn phí cho khách á. Câu D mình có từ host là tổ chức ha, tổ chức. Vậy câu D mình dịch là nó sẽ tổ chức. Cái thì B vấp in là thì tiếp diễn á. Một là có thể dịch là đang. Cái trường hợp thứ hai là mình cũng có thể dịch là sẽ nữa, thì nó là tương lai gần ha. Câu D nó sẽ tổ chức hơn một sự kiện vào ngày 25 tháng 7. Rồi, câu 179, câu A mình có từ take transit. Mình có từ transit á, có nghĩa là vận chuyển. Nhưng trong trường hợp này nó có nghĩa là xe hay là phương tiện di chuyển công cộng ha. Xe, phương tiện di chuyển công cộng. Vậy take transit giống như là take bus vậy đó. Bắt xe buýt thì chỗ này là bắt đón cái phương tiện công cộng ha. Câu A có nghĩa là cô ta sẽ bắt một cái phương tiện công cộng mà nó arrives, nó đến ở một cái giờ trễ hơn, được không nè. Rồi câu D có từ assignment, cũng rất quan trọng, có nghĩa là cái nhiệm vụ ha. Câu D có nghĩa là cô ta có cái nhiệm vụ công việc phải complete, là hoàn tất. Rồi chúng ta bước sang bài đọc tiếp theo nha. Từ câu 181 đến câu 185 ở đây có hai đoạn văn luôn. Bây giờ chúng ta nhìn sơ hai đoạn văn trước nha. Đoạn thứ nhất có thể là một bài báo hay là một cái đài quảng cáo gì đó. Rồi bài thứ hai là về một cái email nè. Mình thấy có to from nè, chắc chắn là một cái email rồi ha. Rồi bây giờ sang câu hỏi nha. Câu 181 nó hỏi là gì đây? What is the main topic? Cái chủ đề chính của cái article, cái bài báo này là gì á? Rồi vậy thì cái bài báo chính là bài số 1 ha. Rồi nó hỏi chủ đề của cái bài báo thì chúng ta đọc đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối là sẽ ra. Bây giờ đọc đáp án trước nha em nha. Câu A, a bicycle parking facility. Facility có nghĩa là cơ sở, địa điểm ha. Parking là đổ xe, là bicycle là xe đạp. Thì câu A có nghĩa là một cái địa điểm để mà đậu xe, đổ xe đạp ha. Câu B, một cái device là thiết bị fitness, tracking, thiết bị thể dục thể thao, upgrade, để được nâng cấp. Rồi câu C, một cái program là chương trình navigation, là điều hướng mới. Navigation là điều hướng hay là chỉ đường đó. Vậy câu C là chương trình điều hướng hay là chỉ đường mới ha. Câu D, một cái map là bản đồ city, thành phố, searchable, có thể tìm kiếm được ha, một cái bản đồ thành phố. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ xem bài số 1 và đọc đoạn đầu tiên nha, để xem chủ đề nó nói về cái gì. Rồi có cái tựa đề này chúng ta không có được bỏ qua ha. Bây giờ em xem tựa đề là gì. Show the way. À, show the way có nghĩa là chỉ đường nè. Chỉ đường cho cyclist, là những người đạp xe đạp đó ha. Cyclist là những người đi xe đạp. Rồi, vậy thì chỉ đường cho những người đi xe đạp. Bây giờ em nhìn xuống đáp án nha, coi nãy chúng ta có thấy gì về chỉ đường đó. Rồi, chỉ đường thì chỉ có thể là câu C hoặc câu D phải không? Cái bản đồ mình cũng có thể tìm đường. Vậy bây giờ chúng ta coi câu C hay câu D bằng cách đọc kỹ lại cái đoạn đầu của bài này nha. Rồi, đọc từ đầu đúng nào. Since, bởi vì á, nó first, lần đầu tiên được phát triển, kể từ khi lần đầu tiên nó được phát triển á, thì cái Global Positioning System Technology, cái công nghệ Global Positioning System hoặc là gọi là GPS đó, ok, thì nó đã sao được biết đến phổ biến hơn nè em, more commonly known, được biết đến phổ biến hơn ha. Nó đã focus on, chú trọng vào cái finding, tìm những cái ways, những cái con đường chính xác và hiệu quả hơn cho những cái người, để mà direct, chỉ dẫn cho những người drivers, là những người tài xế đến destination,
điểm đến của họ. Vậy nó đang nói về cái GPS. Mà cái GPS chính là cái gì ha? Bây giờ mình coi đáp án là câu nào, câu C hay câu D. Câu C là một cái chương trình điều hướng chỉ đường, câu D là cái bản đồ. Vậy đáp án chắc chắn là câu C ha. Tại vì cái GPS là một cái chương trình chỉ đường, phải không nào? Câu 182, what is two wheels? Rồi, two wheels là gì? Vậy từ khóa chính là từ two wheels ha. Rồi trước khi vào từ khóa, chúng ta sẽ đọc đáp án trước nha. Câu A, a bicycling group, một cái nhóm chạy xe đạp. Câu B, một cái motorbike manufacturer. Manufacturer là một cái nhà sản xuất xe máy ha. Câu C, agency là cơ quan, là government, chính phủ, một cái cơ quan chính phủ. Câu D, một cái developer, nhà phát triển software, là phần mềm. Rồi bây giờ chúng ta vào từ khóa là two wheels, xem nó nằm ở đâu nha. Two wheels, em vào tiếp thử xem. Dòng tiếp theo, không có. Dòng tiếp theo, cũng không có. Dòng tiếp theo, cũng không luôn. Dòng tiếp theo cũng không có. Mình xuống đoạn số 2 nha. Đoạn số 2, dòng thứ nhất không có. Dòng thứ 2, dòng thứ 2 có từ two wheels nè, em thấy chưa? Two wheels. Vậy bây giờ chúng ta đọc câu này để biết được two wheels là gì nha. A new mobile application, một cái ứng dụng di động mới được gọi là Petroots, được funded, là được hỗ trợ đó, bởi association. Mình có từ association là cái hội, cái nhóm ha. Một cái hội nhóm cycling là chạy xe đạp, tên là two wheels. Vậy thì two wheels chính là một cái hội chạy xe đạp, phải không nào? Vậy đáp án em nhìn xem, câu 182 A, B, C, D đáp án là câu câu A ha. Câu 183, what has Miss McGrath, bà McGrath recently, gần đây đã làm gì? Vậy tên từ khóa là từ nào? Bà McGrath recently, gần đây làm gì, phải không nào? Rồi bây giờ câu A ha, tôi đã bán trước câu A, deleted, đã xóa cái application, là ứng dụng mobile di động. Câu B, relocate, relocate và tọa lạc lại, có nghĩa là di chuyển đi nơi khác, đem di chuyển đi nơi khác vì công việc ha, for work. Câu C, hike, đi bộ ở trên mountains, là núi nè. Câu D, rented a car, thêm một chiếc xe hơi. Và bây giờ chúng ta sẽ dò bà McGrath để xem recently thì làm gì ha. Rồi em xem bà McGrath thì ở bài số mấy? Bài số 1 có không? Không. Bài số 2 có không em? Bài số 2 thật ra để nhanh chúng ta sẽ dò từ chữ to và from hoặc là chữ ký đó. Thì em thấy là chỗ chữ ký có từ McGrath đây nè. Và chắc chắn thông tin nó nằm ở bài 2 rồi ha. Bây giờ chúng ta đọc bài 2 nha. Rồi em dò xem recently gần đây thử xem. Đây có từ recently từ đầu luôn nè em. Đây ha, chúng ta đọc câu này nha. Tôi gần đây, tôi chính là bà McGrath không? Tại vì bà McGrath là người ký tên nè em. Tôi gần đây đã download, đã tải cái mobile application, cái ứng dụng di động của cái nhóm của bạn á, và wanted to mention, và muốn đề cập một cái issue, vấn đề mà tôi đã encounter, gặp phải. Tại gần đây bà ta vừa mới download một cái ứng dụng di động, phải không em? Và bây giờ chúng ta nhìn xuống đáp án thử nha. Câu 183, câu nào thì có ứng dụng di động với em? Câu A phải không? Nhưng mà câu A lại nói là deleted, là xóa, nhưng mà ở trên đề bài lại nói là bà ta mới vừa tải về. Vậy đáp án câu A không phải rồi ha. Còn câu B, câu C và câu D chúng ta đọc tiếp để xem thông tin nào chính xác ha. Đây, I try to use it, tôi cố gắng sử dụng nó để find my way, để tìm đường xung quanh cái khu vực là Providence. Và tiếp nào, tôi vừa mới move here, chuyển đến đây last month, vào tháng trước, for a job, vì một công việc. Có nghĩa là bà ta vừa mới chuyển đến Providence tháng trước thôi, vì công việc ha. Vậy thì lúc nãy á, em có nhớ đáp án nào mà liên quan đến di chuyển đến nơi khác không? Đáp án là câu B phải không nào? Nè, relocate là di chuyển đi nơi khác, for a work, for work, vì công việc. Vậy đáp án chính là câu B. Câu 184, what can be implied about Miss McGrath? Cái điều gì có thể được suy ra về bà McGrath? Vậy từ khóa chính là bà McGrath phải không em? Và lúc nãy em thấy là bà McGrath thì xuất hiện ở bài số mấy? Bài số 2. Và hầu như cả bài này đều nói về bà McGrath. Và nếu chúng ta dò tên McGrath thì sẽ rất là lâu. Do đó, đối với dạng này chúng ta đọc từng đáp án và dò ha. Rồi bây giờ câu A trước nha. She uses, cô ấy sử dụng cái software, cái phần mềm, mostly, hầu hết là để bicycling, đạp xe đạp đi làm. Có nghĩa là bà ta sử dụng phần mềm này cho mục đích là đi xe đạp đi làm ha. Và bây giờ chúng ta dò từ nào em? Use software để làm gì, phải không? Rồi bây giờ bài số 2 nha. Lúc nãy có câu ở dòng số 2, em nhớ không? Đây nè, I try to use it, có từ use nè. Tôi cố gắng sử dụng nó để mà find my way, tìm đường xung quanh cái khu vực Providence, chứ đâu có nói gì mà hầu hết để sử dụng cho đạp xe đạp đi làm đâu, đâu có nói đâu, phải không em? Vậy là
Câu A là không phải rồi nè. Rồi bây giờ tiếp câu B. Cô ấy receive, nhận được discount, giảm giá cho renew, việc gia hạn membership là thẻ thành viên nè. Thì bây giờ chúng ta sẽ dò từ gì em? Discount, renew hoặc là membership, phải không? Rồi bây giờ dò lên bài số 2 nha. Chúng ta dò tiếp cái câu tiếp theo nè, để xem có discount, renew, membership hay không ha. Dò tiếp theo đi em. Chỗ này không có phải không? Rồi ở đây, dòng thứ 3 cũng không có luôn. Dòng thứ 4 có discount hay là renew membership không? Cũng không có luôn. Dòng thứ 5 cũng không có. Dòng thứ 6 cũng không có. Đoạn số 2 ha. Đoạn số 2 dòng số 1 nè, cũng không có renew luôn. Rồi discount luôn. Dòng số 2 không có discount luôn. Dòng số 3 không có discount hay renew luôn. Ok, vậy chúng ta thấy là câu B á, là không có thông tin trong bài đọc, phải không nào? Rồi câu C nha. Cô ta đã paid for, là đã trả tiền cho subscription, là việc đăng ký mua 1 year, trong vòng 1 năm. Application cho cái ứng dụng, có nghĩa là trả tiền cho cái ứng dụng trong vòng 1 năm, phải không nào? Vậy bây giờ từ khóa chính là từ 1 year subscription. Vậy bây giờ chúng ta dò xem chỗ nào nói về 1 year không ha. Rồi bây giờ em dò kỹ lại lần nữa xem. Dòng đầu không có rồi ha. Dòng thứ 2 không có 1 year luôn. Dòng thứ 3 cũng không có 1 year. Dòng thứ 4 cũng không có. Dòng thứ 5 cũng không có ha. Dòng thứ 6 cũng không có 1 year luôn. Dòng thứ đoạn số 2 nè, giờ xem có 1 year không. Dòng thứ nhất không có nè. Dòng thứ 2 cũng không có luôn. Dòng thứ 3 cũng không có 1 year. Dòng thứ 4 cũng không có 1 year luôn. Và mình thấy câu C cũng không có thông tin trong bài đọc. Cô đi. She will be charged. Cô ấy sẽ bị tính phí, một cái phí thêm, extra fee, để mà xem cái tuyến đường đi bộ ha. Vậy bây giờ chúng ta dò từ khóa là từ walking routes, tuyến đường đi bộ ha. Bây giờ em dò thử xem từ đầu luôn nha, xem có cái tuyến đường đi bộ không. Giờ em dò lại xem dòng thứ nhất không có phải không em. Dòng thứ hai không có đi bộ. Dòng thứ ba cũng không có nói gì đến đi bộ luôn. Dòng thứ tư cũng không có luôn. Dòng thứ năm cũng không có luôn, phải không nào? Có route nhưng mà có nói đi bộ không em? Đâu có nói đến đường đi bộ đâu, phải không nào? Rồi dòng đoạn số 2 đi em. Đoạn số 2 dòng thứ nhất không có nói gì đến đường đi bộ luôn. Dòng thứ hai cũng không có. Dòng thứ ba cũng không có. Dòng thứ tư cũng không có. Và chúng ta thấy là câu D cũng không có thông tin trong bài đọc. Vậy đối với dạng này đó em, thì rất có khả năng nó là câu hỏi liên hệ mà chúng ta cần phải liên hệ hai bài đọc mới làm được. Vậy thì khi đi thi mà em dò như vậy đó, thì em sẽ nghĩ đây đến cái dạng liên hệ. Và bây giờ em xem nè, quay ngược lại bài số 1 lúc nãy chúng ta chưa có dò nè. Đoạn nào ha? Bên tay phải là chúng ta chưa dò phải không? Rồi, và em để ý giùm cô nè. Đoạn đầu tiên nè, bà McGrath nói gì? Bài số 2 đó, bài số 2 nè. Bà ta nói rằng I recently downloaded. Tôi gần đây vừa mới download cái mobile application, cái ứng dụng di động của nhóm của bạn. Rồi, bây giờ em để ý đoạn cuối cùng ở trên đoạn 1 nè. Em thấy có từ download không? Đây có một từ download nữa nè. Vậy có hai từ download nè, phải không em? Vậy bây giờ chúng ta đọc cái thông tin ở phía trên cái câu chứa từ download ở trên nha. Đây, paid rules làm thì downloadable có thể được download ở một cái phí là 4.99 đô. Và cái điều đó thì sẽ cho user, người sử dụng access, truy cập trong một khoảng thời gian là 1 năm. Vậy thì theo em, bây giờ bà McGrath á, bà nói là bà ta đã download rồi. Vậy bà ta download thì bà ta có phải trả tiền không em? Phải trả tiền chứ, tại vì nó được download với cái phí bao nhiêu đây thì phải trả phí bao nhiêu đây mới được download, phải không nào? Và cái phí này sử dụng trong vòng bao lâu em? 1 năm. Và em nhìn lại nè, câu 184, câu C, em dịch kỹ lại câu C ha. Bà ta đã paid for, trả tiền cho, trả rồi phải không nào? Một cái việc đăng ký mua 1 năm, có 1 năm không em? Có, cho cái ứng dụng. Vậy câu C là đáp án chính xác ha em ha. Thì đây là một câu khó. Nếu đi thi thì em bình tĩnh làm ha, và cố gắng dò thật nhanh.
Nhưng mà nếu dò lâu quá mà vẫn chưa ra thì nghĩ đến liên hệ. Mà khi nghĩ đến liên hệ rồi mà dò cũng không ra thì chúng ta có thể đánh nhanh đáp án, đánh lừa đáp án để đi qua câu khác ha. Rồi câu 184 đáp án là câu C. Câu 185, what is indicated, cái điều gì thì được nói về, được chỉ ra về pet rules. Vậy từ khóa chính là từ pet rules. Mà lúc nãy đọc pet rules thì em thấy là pet rules là gì? Là tên của cái ứng dụng di động đó, phải không nè? Rồi bây giờ chúng ta đọc bốn án trước nha. Câu A, nó có một cái interface. Interface là gì? Không biết thì chúng ta có thể để đó ha. Nó có một cái interface mà nó hard to use, khó sử dụng. Rồi câu B, nó operates, nó hoạt động ở một cái tốc độ fast, là nhanh. Câu C, nó là một cái trial program, một cái chương trình thử nghiệm cho cyclists, những cái người đạp xe đạp. Câu D, nó cost, tốn phí ít hơn là cái software, cái phần mềm similar, tương tự. Sau khi được bốn đáp án xong rồi thì chúng ta thấy là câu 184 là câu liên hệ rồi nè. Thì chắc chắn câu 185 là câu sẽ trở về bình thường, không có liên hệ nữa ha. Vậy thường câu cuối chúng ta phải dò bài cuối, được không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ dò bài cuối là bài số 2 đó. Và bài số 2 bây giờ chúng ta sẽ dò xem chỗ nào có những cái từ mà nó giống như trong trong cái đáp án ha. Ví dụ như interface, hay là speed, hay là trial program nè, hay là cost. Bây giờ chúng ta sẽ dò xem đoạn nào nói về như vậy ha. Rồi, bài số 2, câu cuối cùng thì chúng ta dò đoạn cuối cùng nha. Bây giờ em dò xem chỗ nào từ giống như là trong đáp án. Nhờ thử xem. À, có phải là câu cuối không? Nó có cái từ interface nè và speed nè. Vậy chúng ta đọc cái câu cuối cùng này ha. Rất có khả năng đáp án nó nằm ở đây. Đọc kỹ nè. With that said, I would like to comment. Tôi muốn comment, khen ngợi cái organization, cái sự tổ chức của bạn đó, cho cái quality, chất lượng general, chất lượng chung của cái interface là cái gì mình cứ để đó ha. Và cái speed, cái tốc độ impressive, ấn tượng, cái tốc độ ấn tượng mà cái app, cái ứng dụng á, nó works, nó hoạt động. Tốc độ ấn tượng mà cái app, cái ứng dụng nó hoạt động, vậy có nghĩa là tốc độ có nhanh không em? À, vậy theo em đáp án là câu gì ha? ABCD đáp án là câu B, phải không nào? Là nó hoạt động tại một cái tốc độ nhanh. Tốc độ impressive, tốc độ ấn tượng là tốc độ nhanh, phải không nào? Vậy đáp án là câu B ha. Và bây giờ cùng dịch lại với cô bài đọc này và chúng ta hệ thống lại những từ quan trọng được highlight các em nhé. Bài đọc đầu tiên nào. Show là chỉ cho thấy nè em. Way là đường đi nè. Show the way forward, có nghĩa là chỉ đường ha. Chỉ đường cho cyclist. Cyclist là người đạp xe đạp đấy em. Mình có động từ đạp xe đạp là cycle. Đây là động từ ha, đạp xe đạp. Còn cyclist là người đạp xe đạp. Rồi, since, kể từ khi. It was first developed, lần đầu tiên nó được phát triển. Thì global positioning system technology, mình có từ technology có nghĩa là công nghệ ha. System là hệ thống, position là định vị, global là toàn cầu, hệ thống định vị toàn cầu đấy em. Công nghệ hệ thống định vị toàn cầu hay còn gọi là GPS, như là nó is known, được biết đến, more common, thường hơn hay là phổ biến hơn ha. Mình có từ commonly á, là thường á em, hay là nó được biết đến thường hơn, nó được biết đến nhiều hơn, nó được biết đến phổ biến hơn á. Commonly là thường ha. Rồi, has been focused on, thì cái hệ thống đó em, nó focus on là chú trọng vào cái việc là finding, tìm kiếm những cái gì, ways là những cái đường, accurate là chính xác ha, efficient là hiệu quả, tìm kiếm những cái con đường chính xác và hiệu quả hơn, được không nào? Để mà direct là chỉ dẫn đây, chỉ dẫn ha, chỉ dẫn ai, drivers là những người tài xế đến destination của họ. Mình có từ destination có nghĩa là cái điểm đến, đích đến ha. Chỉ dẫn những cái người tài xế đến cái điểm đến của họ. Cái GPS available đó, cái chức năng của GPS á, thì nó có thể tell anyone, nói cho bất kỳ ai trong một cái vehicle, là xe cộ, một cái phương tiện xe cộ đó em, nói cho cái người đó biết là cái route là tuyến đường hay mà route là tuyến đường, nói cho người đó biết cái tuyến đường most efficient là hiệu quả nhất, và quickest là nhanh nhất em ha. Rồi, từ point A, từ điểm A đến điểm B, nhưng nó enable, không thể provide, cung cấp cyclist cho những người đi xe đạp đó, hoặc là pedestrians. Mình có từ pedestrian là người đi bộ em ha.
nhưng nó thể không thể cung cấp cho người đi xe đạp hoặc là người đi bộ the same information, cái thông tin giống như vậy. A new mobile application, mình có từ application có nghĩa là ứng dụng đó em. Em hay cài đặt ứng dụng cho điện thoại đó thì ứng dụng gọi là application ha. Một cái ứng dụng điện thoại mới á được gọi là Pet Roots. Funded by, được hỗ trợ bởi Cycling Association. Mình có từ association có nghĩa là cái hội ha, nhóm hội đó em. Cycling Association là hội những người đạp xe đạp đó ha, được hỗ trợ bởi cái hội những người đạp xe đạp tên là Two Wheels. Aims to, mình có động từ aim to ha, aim đi với giới từ to, có nghĩa là nhắm tới mục đích gì ha, nhắm tới mục đích gì. Thì cái hội mà có tên là Two Wheels này nè, thì đã hỗ trợ cho cái application, cái ứng dụng đó ha, để nhằm cái mục đích là change, thay đổi all that, tất cả cái điều đó. Developers, những cái người phát triển từ FGG software, từ cái phần mềm FGG á, đã sử dụng công nghệ GPS để mà create, là tạo ra maps, là những cái bản đồ, mà những cái bản đồ đó nó display. Rồi, thường thường á, chúng ta thấy cái từ display có nghĩa là trưng bày, đúng không? Ví dụ như mình trưng bày sản phẩm lên kệ, hoặc là trong các buổi triển lãm á, thì các đồ vật nó được trưng bày. Nhưng cái từ display ở chỗ này á, nó có nghĩa là hiển thị nữa em ha. Vậy thì display có hai nghĩa, thứ nhất là trưng bày và thứ hai là hiển thị. Chỗ này là hiển thị, của dịch lại nha, tạo ra những cái maps, những cái bản đồ mà nó hiển thị less, ít congested, là ít đông đúc. Congest là đông đúc hay là kẹt đường, tắc nghẽn, đem tới với đường đi thì mình dịch là đông đúc, tắc nghẽn ha. Routes là tuyến đường, của dịch lại nè, nó hiển thị những cái tuyến đường less congested, ít đông đúc, ít tắc nghẽn hơn, cho để cho một cái gì ha, một cái riding experience, là trải nghiệm chạy xe đó pleasant, hài lòng hơn, và safer, an toàn hơn. In a move, trong cái bước tiến, hay là trong cái nỗ lực, trong cái bước tiến được mà thiết kế để mà thiết kế để mà làm cho Pet Roots appeal to, thu hút được nhiều người hơn á, thì Two Wheels cũng provide, cung cấp những cái rules, những cái tuyến đường accessible to nghĩa là có thể truy cập đến pedestrian, là người đi bộ, chính xác ha. Mình cũng có cái từ này cũng quan trọng em, accessible to. Động từ của nó là từ access em, access ha, to. Access to vừa là danh từ vừa là động từ luôn. Access vừa là danh từ vừa là động từ, và cũng đi với từ to luôn em, có nghĩa là truy cập đến cái gì đó ha. Accessible là tính từ, accessible cũng đi với từ to luôn, có nghĩa là có thể truy cập ha. Có thể truy cập đến pedestrian, là người đi bộ, được không nào? Rồi tiếp nào, Adam Johnson, director, là giám đốc em, director là giám đốc ha. Giám đốc của Two Wheels said, đã nói rằng chúng tôi pleased with, là gì em, hài lòng với ha, chúng tôi rất là hài lòng với cái new project, là cái dự án mới, project là dự án em, dự án mới, và expect, mong đợi, version là cái phiên bản em, first, phiên bản đầu tiên á, sẽ được launch, là gì em hả, launch là ra mắt, em còn nhớ không, ra mắt lần đầu cái gì đó ha, cái phiên bản đầu tiên sẽ được tung ra, sẽ được ra mắt before, trước end of the month, trước cuối tháng này, được không nào? We are working with, chúng tôi đang làm việc với FGG ở những cái phiên bản trong tương lai nữa, mà những cái phiên bản này nè sẽ cung cấp cho cyclists, là IM, những người đạp xe đạp, những một cái option, một cái sự lựa chọn là có được những cái routes, là tuyến đường the most scenic, mình có the scenic là beautiful, em là đẹp đó ha, sẽ đi được những cái tuyến đường đẹp nhất, được không nào? Rồi Pet Roots thì có thể được download với một cái mức phí là 4,99 đô, không nào? Mà cái mức phí đó nó sẽ cho phép user, là người sử dụng, access for, truy cập trong một cái period, một cái khoảng thời gian là 1 năm. Rồi bài đọc số 2 nha. Bài đọc số 2 nè, đây là một cái email đó em, to nè. From, gửi đến ai ha. Rồi chủ đề là cái vấn đề với cái ứng dụng di động, ứng dụng điện thoại Red Pet Roots. Ngày gửi là 30 tháng 4. Rồi, Dear Smith Hawk, bà Hawk thân mến, tôi gần đây download, đã tải cái application, ứng dụng di động, ứng dụng điện thoại của cái nhóm của bạn, phải không nào? Và wanted to mention, và muốn đề cập một cái issue, là một cái vấn đề đó em. Issue là vấn đề ha. Chỗ này có nghĩa là vấn đề, nó bằng với từ problem đó em, vấn đề. Muốn báo cho bạn một cái issue, một cái vấn đề mà tôi encounter. Encounter có nghĩa là
gặp phải hay là đối mặt ha, gặp phải hay đối mặt đây em, encounter. Một cái vấn đề mà tôi đã phải đối mặt, tôi phải gặp phải. I try to use it. Tôi cố gắng, tôi đã sử dụng nó là cái ứng dụng đây em, để mà find my way, tìm đường ha, xung quanh, vòng quanh cái khu vực là Providence. I just moved here. Tôi vừa mới chuyển đến đây vào last month, tháng trước, vì công việc phải không nào? Vì thế tôi vẫn unfamiliar with. Mình có từ familiar đi với with là quen với cái gì đó, cho nên unfamiliar with có nghĩa là chưa quen với em ha. Tôi vẫn chưa có quen với cái area, là cái khu vực. While, mặc dù á, hay là trong khi ha, mặc dù, chỗ này là mặc dù đó em, mặc dù hay là trong khi. Mặc dù tôi nhận thấy cái app này nè đã thành công trong việc guide me, hướng dẫn tôi đi đến một những cái con đường này em, một số cái street là con đường pleasant, rất là hài lòng, và quiet là yên tĩnh, phải không? Có nghĩa là ít kẹt xe đó. Nhưng mà nó cũng suggested, nó cũng đã đề nghị rằng tôi take a much longer route. Tôi đi những cái tuyến đường mà nó lâu hơn, nó xa hơn nè em, longer, nó dài hơn nhiều ha, much longer. Nó cũng đã đề nghị, nó cũng đã chỉ cho tôi đi những cái con đường mà dài hơn, dài hơn necessary, dài hơn cần thiết nhiều. Có nghĩa là cái app này nó chỉ bài đi đường vòng đó em, tốn rất nhiều thời gian và đi cái đoạn đường xa hơn nhiều ha. Rồi I follow, tôi đi theo route, cái con đường suggested, được đề nghị, được chỉ dẫn á. Và later, sau đó tôi calculate. Mình có từ calculate là tính toán nè, tính toán ha, tính toán. Rồi nếu bạn nào biết thì mình có từ calculator, đó là cái máy tính á ha. Calculator là cái máy tính, còn calculate động từ là tính toán ha. Và rồi sau đó tôi tính toán rằng, tôi tính toán và nhận thấy rằng nó mất của tôi hơn 40 phút, longer than, lâu hơn the most direct route, cái tuyến đường trực tiếp nhất, có nghĩa là nó dắt bà này đi xa hơn nhiều và xa hơn tận 40 phút hay em ha. Rồi tiếp nào, I appreciate that. Appreciate có nghĩa là đánh giá cao đó em. Appreciate, tôi đánh giá cao rằng cái application là gì em hả? Ứng dụng. Tôi đánh giá cao rằng là cái ứng dụng này nè, thì primarily, mình có từ primarily là chủ yếu đây, chủ yếu ha, primarily chủ yếu. Tôi đánh giá cao rằng á, cái application, cái ứng dụng này thì được thiết kế chủ yếu cho bicyclists, là những người đi xe đạp luôn đó em biết cái danh từ xe đạp là bicycle, thì những người đi xe đạp là bicyclists, được không nào? Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy cái floor có nghĩa là lỗi đó em, floor ha, có nghĩa là lỗi hay là thiếu sót ha. Thiếu sót ha, floor. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy rằng á, cái lỗi này nè, cái sự thiếu sót này nè, cần được addressed. Mình có động từ address đó em, có nghĩa là giải quyết ha, giải quyết. Em sẽ gặp động từ addressed với một nghĩa nữa là chỉ ra. Chỗ này có nghĩa là giải quyết đó em. Tôi vẫn cảm thấy rằng á, cái lỗi này nè, cái thiếu sót này nè, thì cần được giải quyết. Để mà làm cho cái software, cái phần mềm nó useful, nó hiệu quả hơn, nó tiện ích hơn, được không nào? With that said, rồi mình học thêm một cái cụm with that said nha. With that said á, có nghĩa là however. With that said nó bằng với từ however ha. However có nghĩa là gì em? Tuy nhiên ha, tuy nhiên, tôi dịch lại nè. Tuy nhiên á, thì tôi cũng muốn comment. Mình có từ comment là khen ngợi ha, khen ngợi, comment là khen ngợi. Tôi cũng muốn khen ngợi cái organization, cái tổ chức của bạn, vì cái quality là chất lượng hay em ha, chất lượng, quality, general là chung á. Vậy thì general quality là chất lượng chung. Tôi cũng muốn khen ngợi cái tổ chức của bạn vì cái chất lượng chung của cái thằng interface. Mình có từ interface có nghĩa là giao diện đó em, giao diện ha, giao diện phần mềm á. Rồi cái giao diện, vì chất lượng chung của cái giao diện nè. Và impressive speed, mình có từ speed là tốc độ ha, impressive là gì em, ấn tượng. Và cái tốc độ ấn tượng của nó, mà tại cái tốc độ đó cái app nó hoạt động, có nghĩa là cái tốc độ ấn tượng mà cái app này nó hoạt động, có nghĩa là nó hoạt động nhanh, nó chạy nhanh đó em ha. Rồi best wishes, thân mến, rồi ký tên ha. Rồi ở phía dưới câu hỏi và câu trả lời chúng ta cũng có một cái số cái từ rất là quan trọng. Bây giờ em coi nè, câu 181 ở câu C đó, mình có từ navigation. Navigation có nghĩa là điều hướng hay là chỉ đường ha, điều hướng hay là chỉ đường. Em sẽ gặp từ này rất nhiều trong những cái app mà về chỉ đường đó, điều hướng hay là chỉ đường ha. Cho nên á, cái câu C nó có nghĩa là program, là chương trình nè, cái chương trình chỉ đường mới ha. Rồi câu 182 thì mình có từ manufacturer. Manufacturer có nghĩa là nhà sản xuất em, nhà sản xuất ha. Mình có động từ của nó là manufacture
manufacture, động từ đây là danh từ ha, nhà sản xuất, còn động từ là manufacture. Manufacture có nghĩa là sản xuất ha. Rồi cái từ agency á, agency á thì thường nó có nghĩa là đại lý ha, hoặc cũng có nghĩa là cơ quan, mà chỗ này có nghĩa là cơ quan đấy em. Câu C là government, là chính phủ đó, cơ quan chính phủ ha. Có 183 thì mình có từ relocate. Relocate có nghĩa là tọa lạc lại ha. Khi mình tọa lạc lại có nghĩa là mình di chuyển đi nơi khác, được không nào? Di chuyển đi nơi khác ha, tọa lạc lại nè, hay là di chuyển đi nơi khác. Nó từ cái từ là locate ra đây, locate ha. Rồi locate là tọa lạc thì relocate là tọa lạc lại ha. Có 184 thì mình có từ renew. Renew có nghĩa là gia hạn ha, gia hạn. Gia hạn thẻ thành viên á ha, gia hạn. Câu B nó có nghĩa là cô ta nhận được discount, giảm giá để mà cho cái việc renew, gia hạn membership, thẻ thành viên của cô ta.